Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vừa công bố dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi tại các xã trên địa bàn huyện. Hiện nay, huyện Hòa Vang đã tạm dừng hoạt động giết mổ lợn tại vùng có dịch. Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang yêu cầu các xã trong vùng có dịch tập trung khoanh vùng ổ dịch, bao vây, khống chế, dập tắt dịch, ngăn chặn dịch lây lan, tổ chức tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh và lợn chết theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Cấm người không có nhiệm vụ vào nơi có gia súc mắc bệnh hoặc chết, tạm dừng các hoạt động giết mổ, lưu thông trong vùng có dịch đối với lợn và các sản phẩm từ lợn. Hiện, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 2.000 lít hóa chất sát trùng chuồng trại cho 11 xã bảo quản và chủ động sử dụng để vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh. Lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức tiêu hủy tổng số 40 con lợn thịt, tổng trọng lượng hơn 1.100 kg lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết do bệnh.